Chào quý vị, trở lại chương trình trực diện TV. Như vậy là chúng ta chính thức khép lại một cái năm gọi là năm Nhâm Dần và đã chuyển sang một cái năm mới là năm Quý Mão. Và nhìn lại một cái năm vừa qua, ngay cả những cái thời điểm mà cận kề của cái Tết Nguyên Đán, thì cái phong trào chống tham nhũng ở trong Việt Nam được đẩy lên rất là cao. Có thể nói rằng hàng loạt các cán bộ, hàng loạt các quan chức, thậm chí là những quan chức rất là cao cấp đã phải ít nhất là bị lệnh án kỷ luật, và những người nặng hơn là còn bị khởi tố, bị truy tố ra trước phiên tòa. Thì đối với sự phát triển của Việt Nam đó, thì cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại, thì những người mà thường hay theo dõi về cái sự phát triển của Việt Nam và những người ủng hộ, hay là ngay cả những người mà họ không có ủng hộ hoặc là họ gọi là đấu tranh hay là chống đối đó, thì người ta quan tâm đến vấn đề của Việt Nam trên nhiều cái khía cạnh. Ví dụ như lĩnh vực kinh tế là những cái sự phát triển của Việt Nam, những cái sự mà lớn mạnh của nền kinh tế của Việt Nam, ngay cả cái sự tăng trưởng của Việt Nam về cái GDP, về cái thu nhập cá nhân tính ra đầu người, hoặc là về cái kim ngạch xuất nhập khẩu và nhiều cái vấn đề khác. Anh thì rồi đó là vấn đề kinh tế, thì có những người thì họ quan tâm nhiều về cái vấn đề nhân quyền, khi cho rằng ở Việt Nam có cái sự mà khác biệt về nhân quyền, có mở rộng về nhân quyền, có đổi mới về nhân quyền hay không, và nó có tiệm cận với quốc tế hay không. Những người mà họ đấu tranh thì họ thường hay moi móc những cái sự việc liên quan đến vấn đề đó, và họ hoạt động những cái việc liên quan tới cái việc mà nhắm vào tố cáo các cái nhân quyền ở trong Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng đó, bên cạnh đó thì người ta cũng rất là lưu ý về cái vấn đề gọi là chống tham nhũng, nhất là từ khi ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra một cái chương trình mà báo chí lúc đó gọi là chương trình đốt lò, và cái chương trình đó càng lúc càng đẩy cao và càng lúc nó càng đi vào quy củ hơn. Thì dĩ nhiên là những người mà họ chống đối ở tại cộng đồng ở nước ngoài đó, thì họ có cái ý kiến riêng, họ cũng có những cái sự mà ở trong nước gọi là xuyên tạc, là đưa ra những cái ý kiến không có đúng, là muốn bôi nhọ cái hình ảnh hay là bôi nhọ các cái sự việc liên quan đến phong trào chống tham nhũng đó. Thì trong nhiều cái chương trình trước đây chúng tôi đã nói nhiều về vấn đề kinh tế, về những cái thành quả hay là những cái công việc mà ở phía Việt Nam đã đạt được trong hơn 1 năm vừa rồi. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta muốn nói một khía cạnh khác, và cái khía cạnh này đó là nhiều người Việt Nam ở tại hải ngoại, mà không chỉ là người ở hải ngoại không, mà người ở trong nước cũng rất là vui, rất là cảm thấy thoải mái và cảm thấy rằng cần phải làm như vậy. Đó là vấn đề chống tham nhũng, đó là vấn đề mà năm vừa rồi có 6 cái đại án, và 6 cái đại án này đó mà khi mà được khởi tố bị lôi ra ánh sáng, hàng loạt những cái bị cáo mà phải rơi vào cái vòng lao lý đó, thì làm cho người dân họ rất là vui, họ rất là phấn khởi. Và người ở hải ngoại đó, những người mà họ còn chưa có hiểu về Việt Nam hay là chưa có hiểu về pháp luật của Việt Nam, thì họ có cái điều kiện để mà hiểu hơn, có điều kiện để tiếp cận với những cái quy định luật pháp của Việt Nam hơn, và càng lúc cho thấy rằng cái phong trào chống tham nhũng có lẽ là đi vào quy củ hơn. Nó đi vào quy củ không phải là cái người lãnh đạo hay là cái người chỉ đạo cương quyết, hoặc là vào một cái cá nhân hay là một cái nhóm người nào. Vấn đề mà chúng tôi nhìn thấy là nó có cái gốc rễ, nghĩa là nó có một cái nền tảng rõ ràng, nó có một cái hệ thống pháp luật, đó mới là cái điều quan trọng. Bởi vì khi mà hiến pháp, rồi pháp luật, luật hình sự, rồi những cái quy định ở bên dưới, và những cái vụ việc nó có cái tiền lệ, nó có những cái án lệ, và một khi lúc này người ta đã làm như vậy rồi, thì sau này nó cũng có cái luật lệ có sẵn như vậy để mà những cái người khác lên. Thí dụ như người ta ca ngợi rằng ông Nguyễn Phú Trọng là cái người đã rất là cương quyết và cái người đã làm cho cái phong trào chống tham nhũng đạt được những kết quả như ngày hôm nay. Tuy nhiên thì cũng có những cái ý kiến lo ngại rằng sau khi mà ông Nguyễn Phú Trọng không còn giữ chức nữa, hoặc là lớn tuổi nghỉ hưu rồi, thì ai sẽ tiếp tục và cái người lên thay thế có đẩy mạnh phong trào đó hay không. Thì cái điều mà để tạo ra một cái phong trào mà liên tục đó, thì người ta nói rằng là cái thể chế là mới là lâu dài, còn cái cá nhân chỉ là ngắn hạn thôi. Thì cá nhân phải có nhiệm kỳ. Cái vấn đề quan trọng là những cá nhân khác lên cũng không thể làm khác được, tức nghĩa là sao, có luật lệ hẳn hồi,
có quy định, có thủ tục, có từng bước, có những cái chế tài và có những cái hướng đi rất là rõ. Do đó thì người nào lên cũng sẽ đẩy được mạnh được cái phong trào. Đó là cái sự nhận định của rất là nhiều người. Thì bây giờ chúng ta trở lại trong 6 cái đại án vừa qua, tức là năm 2022. Thì tại sao chúng ta nói là cái năm mà năm âm lịch, là bởi vì ngay cả cái thời điểm mà cuối năm đã qua tháng Giêng rồi, nhưng mà Quốc hội và Trung ương Đảng của Việt Nam cũng phải có hai, mỗi nơi có hai cái kỳ họp gọi là đặc biệt để mà xem xét các vấn đề liên quan đến vấn đề mà kỷ luật, hay là liên quan đến vấn đề mà cho thôi chức của các cái đại biểu vô cùng cấp cao. Thì trở lại cái trước hết là cái vụ đại án gọi là Việt Á. Vụ này là cái vụ mà làm cho người Việt Nam ở tại hải ngoại, hay là người Việt khắp nơi ở trong nước á, họ cảm thấy rất là hả hê, rất là vui. Bởi vì cái vụ Việt Á là cái vụ mà nằm trong cái vòng là quan chức hay là các cái cơ quan mà chuyên môn. Và cái vụ này đó thì chỉ có cơ quan pháp luật và chỉ có người cộng sản người ta mới khui ra được thôi. Và rõ ràng là tính đến ngày điểm hiện nay đó, đã hơn một năm gọi là khởi tố, đã có hơn 100 các cái bị can là liên quan đến cái công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Cái công ty này tự nhiên hơn một năm vừa rồi đã quá nổi tiếng vì cái việc gì? Nâng giá khống các cái kit test, và trong đó có cả rất là nhiều triệu kit test á, được mua từ ở bên Trung Quốc và với cái giá rất là thấp, sau đó thì bán lại ở trong nước với cái giá vô cùng cao, và đã họ thu lợi ra rất là nhiều tiền. Trong đó những thông tin ban đầu cho biết rằng là Việt Á đã chi ra rất là nhiều triệu tỷ đồng, rất là nhiều trăm tỷ đồng để mà mua chuộc các cái cán bộ và để mà bôi trơn. Thì trong số các cái bị can, những cái lãnh đạo mà bị vướng vào vấn đề pháp luật đó của cái vụ Việt Á, thì những người nổi tiếng đó là những ủy viên Trung ương Đảng, là bộ trưởng, thí dụ như là Bộ trưởng Bộ Y tế, rồi Bộ Khoa học Công nghệ, rồi ngay cả trong đó có 3 ủy viên Trung ương Đảng nữa, và cựu như là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nè, rồi cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, và cựu bí thư tỉnh ủy của tỉnh Hải Dương là Phạm Xuân Thăng. Còn lại phần lớn nhờ những cái cán bộ có thể nói ở cấp tỉnh, ở cấp mà coi như là ủy ban nhân dân hay là CDC của rất là nhiều các cái tỉnh thành, rồi ngay cả cán bộ giám đốc, phó giám đốc sở y tế nữa, rồi nhiều cái tỉnh thành ở nó rải rác, không chỉ là ở miền Bắc, không chỉ là miền Trung, miền Nam gì, mà nó ở đều hết. Và được cho rằng cái vụ Việt Á này có lẽ là còn được mở rộng nữa, và cái số lượng mà gọi là 102 các cái bị can bị cáo như là thời điểm hiện nay có là chưa dừng lại. Và thời gian vừa rồi thì nhiều người cũng đặt cái vấn đề là Việt Á có 80% cổ phần là chưa có được minh bạch, chưa có được là công bố đó là ai. Trong khi đó thì giám đốc của cái công ty Việt Á đó, Phan Quốc Việt đó, chỉ nắm được cùng với những cái người khác nắm cao lắm là 20% thôi. Như vậy thì cái sự điều hành, điều khiển, cái người mà quyết định trực tiếp hay là có thể là tạo ra cái sự ảnh hưởng để mà biến cái Việt Á nó lớn mạnh như vậy. Và vì sao Việt Á lại được ưu đãi? Vì sao Việt Á gần như là được độc quyền để mà cung cấp kit test trong Việt Nam, trong cả một cái thời kỳ mà cả một cái quốc gia Việt Nam phải lún vào trong cái sự quằn quại đấu chối chọi với cái dịch Covid-19 như vậy. Thì vì sao hàng loạt những cái câu hỏi vì sao, tại sao và đó là ai. Thì có lẽ là trong năm 2023 này, một cái năm mèo, cái thân thủ của mèo thì nó rất là tinh khôn, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà hy vọng rằng nó sẽ giải quyết được vấn đề, sẽ lôi được là kẻ nào đứng đằng sau, và 80% đó là ai. Và Việt Á này cần phải mở rộng. Đối với ông Bộ trưởng Bộ Y tế là Nguyễn Thanh Long, có phải là trùm cuối chưa, có phải là kết thúc chưa, hay là đường dây này còn kết nối với ai nữa? Và đối với các cái CDC, một số các tỉnh thành ra tòa như vậy thì hết chưa, còn có tỉnh nào còn vướng hay không, có tỉnh nào còn đạp dò đạp cẳng với cái nhóm của Phan Quốc Việt hay không? Thì đến ngày hôm nay thì Bộ Công an cũng chưa có xác định được là khi nào thì cái vụ án này sẽ được chuyển sang tòa án, và chúng ta cũng chưa thể biết rằng là ngày ra tòa là bao nhiêu và số lượng bị cáo là bao nhiêu nữa.
Thì có thể nói là cái vụ mà nâng khống á, thì ban thông tin ban đầu của phía mà cơ quan công an cho biết rằng đã thu lãi 4.000 tỷ đồng. Số lượng rất là kinh khủng. Và chi bôi trơn khoảng chừng 800 tỷ đồng. 800 tỷ đồng là cái số lượng mà chúng ta biết được phía mà cơ quan chức năng. Còn họ đưa ở bên dưới hay không đó. Rồi nó có thêm cái gì khác nữa thì chúng ta chưa biết. Thì cái vụ án thứ hai chúng ta muốn nói đến rất là đình đám, nó không thua vì gì đối với cái vụ Việt Á, đó là chuyến bay giải cứu. Và đây cùng với cái vụ Việt Á là hai cái vụ án rất là vô nhân tâm, rất là bị lên án vô cùng kinh khủng, là bởi vì nó xảy ra ngay trong cái đại dịch, trong lúc mà đồng bào Việt Nam của chúng ta, người thì ở bên trong thì phải bị chích ngừa, bị không có thuốc để mà chích nữa, nhưng mà lại bị kích test hành hoành hành, người nào cũng phải đi test, rồi test ngày test đêm, đi ra ngoài thì không được, muốn đi thì phải test, test thì có khi kết quả là không có đúng. Trong khi đó thì họ bị khó khăn, họ bị cái đám mà lợi ích nhóm đó nó hoành hành. Thì ngược lại những người Việt Nam còn kẹt ở hải ngoại, ví dụ như kẹt ở rất là nhiều nước khác nhau, họ lao động, họ du lịch, họ đi công tác, hoặc là họ sinh sống làm ăn ở bên hải ngoại và họ đi về nước, chẳng hạn đầu tư ở hải ngoại mà đi về nước để mà vì có vấn đề gia đình hay là vì vấn đề sum họp, rồi vì phải trở về nước theo kiểu bắt buộc, nhưng mà họ không đi được bởi vì đại dịch Covid-19. Thì chính quyền của Việt Nam thực hiện những cái chương trình gọi là những cái chuyến bay giải cứu mang tính chất nhân đạo rất là cao và mong muốn là giúp cho những cái công dân của Việt Nam được đi về nước. Chuyến bay đó là đánh dấu một cái điều rất là tốt đẹp của cái chính quyền. Nhưng mà cuối cùng đó thì cái nhóm lợi ích, và cái nhóm lợi ích trong cái chuyến bay giải cứu này có liên quan rất khá nhiều các cái bị cáo. Chúng ta thấy rằng cái đại dịch Covid-19 đó, người công dân ở Việt Nam rồi phải đi bằng cái chuyến bay giải cứu thôi. Họ không có lựa chọn nào khác. Bởi vì không có cái chuyến bay thương mại. Các chuyến bay thương mại gần như là bị đóng hết, bị tê liệt hết. Người ở Mỹ như thời điểm của chúng đó, chúng tôi nhớ rằng rất là khó để mà đi về Việt Nam. Muốn về Việt Nam thì phải đăng ký, rồi phải ghi danh và phải chờ đợi. Trong khi đó thì cái chuyến bay giải cứu này đó thì từ tháng 12 năm 2020 thì Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao đã tổ chức 173 các chuyến bay và đưa hơn 50.000 công dân thuộc cái diện ưu tiên để mà về nước. Bên cạnh đó thì Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ và ngành tổ chức hơn 400 các chuyến bay để mà đưa về nước hơn 70.000 người. Và cái sự mà quản lý hay là đúng hơn là thực hiện cái chuyến bay giải cứu đó thì đa phần nằm ở cái vai trò của Bộ Ngoại giao, mà cụ thể hơn là ở cái Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao, nơi đó là cái nơi xét duyệt các cái danh sách và cuối cùng thì đưa ai lên chuyến bay. Không biết là nó có phải đúng như vậy hay không, nhưng mà thực tế thì những cái thông tin đến ngày nay thì chúng ta thấy rằng những người đã bị bắt liên quan đến vấn đề ngoại giao rất là nhiều. Do cái số lượng người Việt Nam thời điểm đó đó, ai cũng rất là nhiều người muốn về, nó quá đông đi, cái nhu cầu rất là lớn mà cái chuyến bay thì rất là ít, cho nên là cái số chuyến bay giải cứu thì có hạn, cái việc mà kiếm một cái tấm vé là một cái việc mà trần ai, cho nên thì nhiều người sẵn sàng trả cái giá cao hơn và dư luận đó ào ào lên và người ta phản đối, và cuối cùng vụ việc này đã bị phanh phui. Và mỗi cái chiếc vé trên các cái chuyến bay giải cứu là quá cao, cái thủ tục thì rườm rà phức tạp, bắt người ta phải xét nghiệm làm đủ thứ chuyện hết, và về nước thì phải bị cách ly, lúc đầu thì 14 ngày, sau đó thì lên 21 ngày, có lúc xuống lại 15 ngày. Nó làm mà đăng ký các cái chuyến bay rất là khó nữa, và nhiều người thì nói rằng phải trả lên tới 5-7 ngàn đô gì để mà có một cái vé bay. Tất cả những vụ việc này đó thì tính đến năm 2022, hết năm 2022 tức là hết năm rồi, thì cơ quan an ninh đã khởi tố bắt giam tất cả là khoảng chừng 30, gần 40 bị cáo, tức là khoảng 38, 39 người gì đó. Và trong đó có nhiều người lãnh đạo như là của Bộ Ngoại giao, của Công an, của Y tế, rồi ngay cả của Bộ Giao thông Vận tải, và nhiều cái địa phương, các cái tỉnh thành nữa. Và trong đó có hai quan chức cao nhất đó mà nổi đình nổi đám, là chúng ta thấy rằng đó là cái ông Tô Anh Dũng, là Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao. Thì dĩ nhiên là ông Tô Anh Dũng đã bị khai trừ đảng rồi,
Và ông Chử Xuân Dũng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì ngay trước thềm của năm 2023 đó, thì chúng ta nhớ là ngay tối 31 tháng 12 thì cơ quan an ninh cũng đã khởi tố và bắt giam thêm ông Trần Văn Tân là Phó Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam với cáo buộc là nhận hối lộ trong cái vụ Việt Á. Không phải Việt Á mà cái vụ chiến bay giải cứu. Thì không biết là cái ông này là phó giám đốc, ông phải là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, thì cái vai trò ông nhận hối lộ như thế nào, chúng ta có cái quyền gì trong cái việc mà đưa danh sách hay là nhận người, chúng ta không biết nữa. Nhưng mà thời điểm đó thì chúng ta nhớ là trong cái chuyến bay giải cứu hay đưa người Việt Nam về trong nước thì nó có cái sự liên kết với nhau giữa Bộ Ngoại giao, giữa các cái cơ quan, các cái bộ ngành liên quan tới cái việc mà duyệt xét các cái danh sách, và rồi các chuyến bay được tổ chức thực hiện như thế nào và đưa về Việt Nam ra làm sao, cách ly như thế nào, xét nghiệm như thế nào, rồi cách ly ở đâu và ở những cái cơ sở nào nữa, nó liên quan đến nhiều thứ lắm. Và ngoài ra thì cái vụ này chúng ta thấy là có 10 giám đốc ở bên ngoài và tổng giám đốc cũng như là chủ tịch các cái công ty du lịch, những cái công ty làm ăn, và chính vì họ là cái đầu mối, họ là những cái nơi mà kết hợp với các cái quan chức tạo nên một cái hệ thống mà cái đầu sỏ nó hoạt động về cái tài chính, hoạt động về cái lĩnh vực và dịch vụ này đó, nó khống chế hết toàn bộ các vấn đề và nó trục lợi trên xương máu của người ta, trên cái sự khó khăn của người ta. Thì nói tóm lại là hai cái vụ đại án đó có thể nói rằng là những cái vụ án là nhận hối lộ luôn nữa, rất là kinh khủng, những cái tội danh rất là đáng khinh bỉ. Những cái quan chức mà nhận tiền hối lộ thì chúng ta đã biết rồi, nhận của hối là không ai mà họ thích cả. Thì trở lại cái vụ án thứ ba, cũng là một cái vụ đại án làm chấn động cả, không chỉ là ở trong nước không mà cả thế giới luôn. Bởi vì hồi trước bây giờ người ta cứ hay nói rằng những cái đại gia trong Việt Nam phát triển lên là tư bản đỏ, là thân với chính quyền, là được cộng sản tạo dựng, làm hưởng mưu móc là các thứ. Và nhưng mà cuối cùng đó thì cái vụ mà gọi là cái nhóm tội gọi là thao túng cái thị trường chứng khoán, ví dụ như ngày 29 tháng 3 đó năm 2022, khi mà cơ quan cảnh sát điều tra ban hành những cái quyết định gọi là khởi tố bị can, khởi tố vụ án, rồi bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết là chủ tịch hội đồng quản trị của FLC, thì với cái tội danh là thao túng túng cái thị trường chứng khoán, thì khi đó thì cả cái cộng đồng nó bùng nổ, và ngay tại hải ngoại cũng vậy, bàn luận rất là sôi nổi, các báo chí Việt ngữ gần những cái tổ chức đấu tranh người ta cũng hay bàn luận đưa ra, rồi nói rằng ông Trịnh Văn Quyết thế này thế khác. Và sau đó thì chẳng những là ông Trịnh Văn Quyết không mà còn tiếp tục điều tra thêm, rồi còn khởi tố thêm những cái tội khác nữa, thí dụ như là cái tội thao túng thị trường chứng khoán không đâu, rồi cái tội che giấu các cái thông tin trong các hoạt động chứng khoán nữa. Và sau đó đó thì cơ quan còn bổ sung thêm cái tội gọi là lừa đảo để mà chiếm đoạt. Một cái người là chủ một cái doanh nghiệp được cho rằng rất là thành đạt, là một cái tấm gương sáng cho thế hệ trẻ đồ, rồi những cái người mà muốn gọi là kiểu muốn khởi nghiệp đó, làm để mà đi theo, nhưng mà cuối cùng thì sao mà hô rằng mình rất là giàu có, đi đâu cũng đi đến các cái địa phương đó thì hô mưa gọi gió, và còn đặt điều kiện với các địa phương phải ủng hộ mình hết nhiệt tình, cả cấp ủy, cả ủy ban, cả hệ thống chính trị phải ủng hộ FLC mới làm được chuyện này chuyện khác. Họ có một cái thế lực rất là mạnh, họ mới có thể là dám lớn tiếng như vậy. Nhưng mà cuối cùng cái thế lực lớn như thế mà trở thành là cái gì? Đối tượng của một cái tội gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì đây là những cái điều rất là kinh khủng. Khi mà phá cái vụ án này ra đó, nhiều người họ cũng rất là vui. Và cho thấy là cái phong trào chống tham nhũng sẽ không có điểm dừng. Thì giàu có cỡ nào cũng bị hết. Và sau Trịnh Văn Quyết đó, thì đó là cái vụ mà đó có hành vi như là thổi giá cổ phiếu, rồi đẩy cái mức giá cổ phiếu lên cao, rồi đưa ra những cái thông tin giả, rồi thực hiện cái việc mà bán chui cổ phiếu để mà đưa nâng cái kiểu này, rồi đi lòn tiền, lòn cái hoạt động âm thầm để mà rút tiền ra, cái kiểu đó thì nó rất là nguy hiểm.
Và cái vụ án thứ tư đó là cái vụ cũng rất là đình đám, cũng giống như FLC. Chúng ta nhớ rằng khi mà bắt cái chủ tịch Trịnh Văn Quyết chưa bao lâu, tức là trong tháng 3, rồi gần cuối tháng 3 thì đến đầu tháng 4 năm 2022, cách đó chỉ khoảng 2 tuần thôi, thì cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xảy ra ở tại tập đoàn Tân Hoàng Minh và cái người bị bắt. Và chúng ta thấy rằng khởi tố bắt bị can Đỗ Anh Dũng. Đỗ Anh Dũng là cái ông chủ của cái tập đoàn Tân Hoàng Minh, tập đoàn hô mưa gọi gió, tập đoàn mà đình đám nhất là trong cái vụ mà bỏ cọc, bỏ cái tiền cọc để mà mua một miếng đất mà gọi là kim cương ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Và ông này thì phải nói rằng trả lời báo chí đồ đó thì thể hiện là một cái người rất là giàu có. Nhưng mà cuối cùng thì phía bên cơ quan chức năng là Bộ Công an của Việt Nam khởi tố ông Đỗ Anh Dũng và kèm theo đó là hàng loạt những người khác nữa. Ví dụ như là ngay cả con trai của ông ta là Đỗ Hoàng Việt cũng bị khởi tố bắt giam luôn. Và rồi Nguyễn Mạnh Hùng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt. Ngôi Sao Việt thì chúng ta đã biết rồi, cái nơi mà đặt để mà mua cái miếng đất đó. Và sau đó thì chính quyền họ đã ra những cái quy định nhằm cấm các cái ngân hàng để mà tài trợ để mà mua các cái dự án đất. Do đó thì gần như là không thể có những cái đồng tiền hỗ trợ từ ngân hàng và không thể thực hiện được. Thì đối với cái tội mà lừa đảo là cái tội rất là xấu, ai cũng biết được rồi. Trong cái giới làm ăn mà lừa đảo thì cũng chẳng khác gì thằng cắp, chẳng khác gì thằng ăn trộm hay là thằng cướp. Chẳng qua là anh mặc đồ vét hay là anh mang danh là giám đốc, anh thực hiện các cái chiêu trò thôi. Tiền của mà có giàu đó thì chẳng qua là cũng đi ăn cướp của người ta, cũng lừa đảo người ta. Lừa đảo đây là ai? Là ngân hàng, là những cái trái chủ, làm những cái người mà dân lương thiện, người ta có những cái đồng tiền mà chính đáng, người ta đem vào để mua các cái cổ phần, cổ phiếu, không phải là cổ phần mà mua các cái trái phiếu, và đã bị thất thoát. Thì xác định rằng từ hồi tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 thì ông Đỗ Anh Dũng Tân Hoàng Minh đã sử dụng các cái công ty con của mình đó, và có thể nó là huy động và làm mất có thể là lên tới 10.000 tỷ đồng. Đây là cái số lượng rất là lớn. Và chúng ta thì không có thời gian nhiều cho nên là không có muốn đi sâu vào cái vụ án này nữa, chỉ làm điểm qua thôi. Và cái vụ án thứ 5 là cái vụ án còn lớn hơn cái vụ mà của Đỗ Anh Dũng nữa. Và lớn hơn của cả Trịnh Văn Quyết. Và cái vụ án này là vụ án mà ngày 7 tháng 10 năm 2022 thì cơ quan điều tra của Bộ Công an, dĩ nhiên là tất cả những vụ án này phải là Bộ Công an cả, chứ không phải là tỉnh thành. Và Bộ Công an đã quyết định khởi tố về cái tội cũng là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra ở đâu? Ở tại một công ty cổ phần đầu tư tập đoàn An Đông. Và cái người chủ tập đoàn này thì chúng ta biết rồi, và các cái đơn vị liên quan nữa. Và trong đó đó thì bắt bà Trương Mỹ Lan. Trương Mỹ Lan là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vạn Thịnh Phát là quá nổi tiếng ở đất Sài Gòn rồi. Bà này thì có quá nhiều những cái phần đất ở những cái vùng đất gọi là kim cương của quận nhất, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Và cái người mà nói rằng không bao giờ xài hết tiền, cái người mà nhiều người nói như vậy. Và nhiều người nói rằng bà này thì thế lực có khi còn lớn hơn kể cả các quan chức ở nhiều khi là ở địa phương nữa. Và có quan biết rất là nhiều và có cái hoạt động kết chặt với nhau, đầu tư rất là đa dạng. Thì không thể nào mà có cái sự mà thua thiệt được. Nhưng mà cuối cùng thì cơ quan chức năng đã tiến hành bắt tạm giam một số các cái bị can. Thì cùng với cái bà Trương Mỹ Lan. Và cái vụ việc này đó thì cũng có xảy ra cái việc mà có những người bị họ những người bị bắt hay là những người mà bị điều tra đó liên quan đến cái vụ Vạn Thịnh Phát vì nhiều cái lý do khác nhau, có lẽ là vì sợ sệt, do đó thì họ cũng đã tự vẫn. Và chính vì cái điều đó cũng tạo ra những xôn xao trong dư luận và tạo ra khá nhiều các cái bàn luận. Tuy nhiên thì đến thời điểm như hiện nay thì chúng ta cũng phải chờ đợi cái vụ án này khi nào được ra tòa và vai trò trách nhiệm của từng người như thế nào, lúc đó mới biết được là họ có trách nhiệm đến đâu. Thì bà Trương Mỹ Lan và các cái bị can khác được cho rằng có hành vi gian dối trong cái việc mà phát hành các cái trái phiếu và mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật. Và cái việc mà
để mà chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng tiền Việt Nam trong cái việc mà đầu tư từ năm 2018 2019. Và cái sai phạm này nó xảy ra chủ yếu là ở cái tập đoàn đầu tư An Đông và các cái tổ chức, các cái đơn vị có liên quan. Và cái vụ án thứ sáu đó, cái vụ án cuối cùng mà hôm nay chúng ta muốn nói đó là cái vụ đại án. Thì đây là cái vụ án mới vừa đem ra xét xử một vụ thôi trong cái loạt này. Đó là liên quan đến một cái công ty này là hội tổng công ty gọi là cổ phần tiến bộ quốc tế, hay có tên viết tắt là AIC, và có một cái nhân vật càng nổi tiếng hơn là đứng chủ của cái tập đoàn này, đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đó bây giờ được cho rằng bỏ trốn, và người ta cũng không biết là bà ta bỏ trốn ở đâu, bỏ trốn ở Mỹ, có người nói là ở Nhật, có người nói là ở châu Âu, và có người nói ở Pháp, có người nói ở Canada, nhưng mà chúng ta không biết được là ở đâu. Phía bên cơ quan Bộ Công an của Việt Nam đã phát hành lệnh truy nã cũng như là kêu gọi là bà ta ra đầu thú. Và chẳng những bà Thanh Nhàn không mà còn có 7 8 người khác là bị cáo trong cái liên quan tới cái công ty AIC đó cũng đã bỏ trốn. Và vừa rồi thì cái phiên tòa đầu tiên mở ra để mà xét xử ngâm những cái bị cáo có liên quan tới hai người là ông cựu bí thư của nội bộ chủ tịch của tỉnh Đồng Nai. Thì có ít nhất là hai bị cáo được cho là đang sinh sống ở Hoa Kỳ cũng gửi cái thơ về rồi yêu cầu thế này thế khác. Nhưng mà thật ra đó thì mình cũng chỉ biết rằng họ đang sống và trốn ở tại Hoa Kỳ thôi. Họ không công nhận là trốn, nhưng mà mặc dù là không về nhưng mà nói là không công nhận là trốn. Và không biết là thời gian tới họ có về không, và họ có đầu thú Việt Nam có cái chương trình gì không, hoặc là có cái cách nào để mà lôi được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam để mà thực hiện hay không. Thì đây là một cái vụ đại án. Tại sao nó đại án? Bởi vì nó có liên quan đến khá nhiều các cái quan chức, quan khá nhiều các cái ban ngành, và nó xảy ra ở khá nhiều các cái địa phương, không chỉ là ở Đồng Nai không, ở miền Bắc cũng có, ở nhiều nơi khác cũng có. Thí dụ như cái vụ vừa rồi đó liên quan tới cái AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà này thì được cho rằng quen biết rất là nhiều những cái cán bộ quan chức. Thí dụ như là ông cựu bí thư của Đồng Nai ra tòa còn khai rằng đó là tỉnh Đồng Nai muốn xin tiền để mà có cái dự phát triển các cái dự án mà còn phải nhờ bà ta nữa. Tức nghĩa là bà này có quen với các bộ ngành hay là các cái quan chức gì đó ở trung ương. Cái tiếng nói của bà ta còn quan trọng hơn cái tiếng nói của một cái ông ủy viên trung ương đảng, một cái ông bí thư tỉnh ủy nữa. Không hiểu nổi là tại sao. Có lẽ rằng bà ta sống quá lâu, bà ta quan hệ quá nhiều, hay là bà ta có cái chân rết, lót tai lót chân, hay là cái cách là đàn em của một cái đại quan nào đó ở triều đình hay không. Đây là cái vụ án mà nếu mà làm rõ ra, nếu mà bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì nó sẽ là một cái đầu mối rất là quan trọng. Và ngay cả không bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì người ta cũng phải đem ra xét xử. Vừa rồi thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng bị xử vắng mặt. Và bây giờ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không phải là một cái bị can bị truy nã hay là bị cáo bị truy nã nữa, mà bà ta đã trở nên là một bị tội phạm bị truy nã. Một cái tội phạm bị truy nã và yêu cầu để mà đưa về Việt Nam mà chấp hành án. Đó mới là vấn đề có một sự khác nhau. Là Việt Nam lần đầu tiên trong cái lịch sử tố tụng cũng đã đem ra xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gọi là vắng mặt, coi như là không có mặt từ khi khởi tố, từ khi đi tố gì hết, và người ta vẫn đem ra xét xử. Và hai cái đại quan trong liên quan đến cái vụ ở Đồng Nai chúng ta thấy là nhận tiền hối lộ cũng rất là nhiều, lên tới 15 rồi 14 tỷ rưỡi đó một người. Một người chính xác là một người là 14 tỷ rưỡi, một người 14 tỷ 8. Nhưng mà với cái số lượng hơn 14 tỷ thì chúng ta thấy rất là nhiều rồi. Cái lương của Việt Nam đó có bao nhiêu mà các cái đại quan đó thì họ mua như vậy. Và làm theo trở thành biến mình thành một công cụ cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn phê duyệt rồi yêu cầu các cái cơ quan ban ngành ủng hộ cho các cái dự án của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Và bà ta cũng lấy tiền của quốc gia, lấy tiền của nhân dân, lấy tiền thuế để mà chung chi lại cho bọn họ. Bọn họ đã phải bị trả giá và phải bị ra tù và phải nhận nhiều năm tù giam. Thì cho nên là chúng ta thấy rằng á, cái vụ việc mà liên quan tới cái sáu cái đại án như thế thì phải nói đó là một thành quả rất là lớn về cái công cuộc chống tham nhũng trong năm vừa rồi, một cái năm Dần, phải nói năm Dần rất là dữ dội.
Năm Dần là một cái con cọp, và cái con cọp nó đã hoành hành, nó đã làm cho cái giới mà tội phạm đó, nhất là những cái tội phạm cấp cao hay là giàu có, hay ngay cả những cái tội phạm là quan chức nữa, họ cũng đã coi như là đã bị cái con cọp đó đi vồ. Hy vọng là trong năm tới này, năm 2023, những cái vụ đại án đó đem ra xét xử và nó sẽ được kết thúc một cách êm đẹp, và cho thấy rằng nó phải được giải quyết ráo riết, rốt ráo luôn, là những người nào có liên quan nữa hay không. Thì liên quan tới cái vụ Việt Á đó, thì vừa rồi cũng có cái sự kỷ luật, hay nói đúng hơn là ông Nguyễn Xuân Phúc xin từ chức. Thì quá nhiều những cái sự đồn thổi, những cái thông tin gọi là lời trái, thì nói rằng ông Nguyễn Xuân Phúc có lẽ là có những người mà thuộc hạ hoặc là những người thân có thể liên quan tới cái vụ việc này, thì có hay không và chúng ta phải chờ đợi thôi. Bởi vì cái thông tin đồn thổi đó, thì đồn thổi không có cơ sở, không có cái gì để mà chứng minh được. Tuy nhiên thì đồn thổi nó vẫn là một cái nguồn mà nhiều khi theo thời gian thì chúng ta mới biết được nó mới là chính xác hay không. Và nếu như mà nó có chính xác một phần nào đó thì chúng ta cũng nghĩ rằng đó cũng là chuyện bình thường, bởi vì ông Nguyễn Xuân Phúc là ông Nguyễn Xuân Phúc. Còn đối với những cái người thân hay là những cái thuộc hạ, những cái đàn em gì đó, hay là những cái cán bộ cấp dưới, thì làm sao mà kiểm tra người ta được, họ phải chịu trách nhiệm riêng thôi. Còn cũng liên quan đến việc mà kỷ luật, vào cuối năm âm lịch vừa rồi, đối với hai cái người, một trong đó có ủy viên Bộ Chính trị và trong đó có một người ủy viên Trung ương Đảng, nghĩa là hai cựu phó thủ tướng của Việt Nam, là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam, thì cũng có nhiều sự đồn thổi nói rằng có liên quan tới cái vụ Việt Á, và liên quan tới vụ một cái là vụ Việt Á, một cái thì chuyến bay giải cứu, thì có phải là như vậy hay không. Thì rồi vì cái trách nhiệm những người đứng đầu mà để cán bộ bên dưới bị dướng vào hai cái vụ đại án như vậy. Do đó thì chúng ta phải nhìn kỹ lại đó, qua 6 cái vụ đại án đó là một cái thành tích, có thể nói rằng cái phong trào chống tham nhũng nó đã lên rất là cao rồi. Trước đây thì bắt ông Đinh La Thăng, hay là phá cái vụ án Đinh La Thăng, trước đó là BMU18 gì đó, rồi nhiều cái vụ của các cái tổng công ty, nhưng mà trong một năm thì nó phá những cái vụ án, nó làm được những cái vụ án, có những cái vụ cộm cộm lên như vậy. Nhưng mà trong 6 cái vụ đại án này, chúng ta thấy rất là điều là những người không phải là quan chức, hay là những người mà nó có cái số lượng kinh khủng về cái việc mà thất thoát, và ngoài ra là còn trong cái lĩnh vực mà cái giới tài phiệt nữa. Giới tài phiệt có đến ít nhất là ba cái tài phiệt rất là lớn, trong đó có cả bà Trương Mỹ Lan, ông Tô Anh Dũng, rồi ông Trịnh Văn Quyết. Thì bây giờ còn mong muốn gì nữa, tức nghĩa là không có cái giới nào, không có cái người nào đứng ngoài pháp luật hết, và không có một cái người nào nghĩ rằng mình có quyền lực. Ngay cả bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, mặc dù là đang bỏ trốn nhưng mà cũng ăn không ngon ngủ không yên. Và nếu như mà đã trở thành tội phạm rồi, mà một cái quốc gia mà có bang giao với Việt Nam về vấn đề dẫn độ, thì chắc chắn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ về Việt Nam. Thì đó là chúng ta muốn tổng kết về 6 cái vụ đại án vừa rồi, là một cái điểm son trong năm 2022, và hy vọng trong năm mới thì cái phong trào đốt lò này nó càng mạnh mẽ hơn nữa, và càng lúc nó càng chặt chẽ hơn nữa. Và các đại quan mà có ra tòa hay là bị bắt đi nữa thì càng làm cho dân họ vui thôi. Bởi vì đại quan mà nhúng chàm, đại quan mà lại là ăn hối lộ, là trở thành sâu mọt của dân, thì việc bắt nó là người ta mừng thôi chứ có việc gì đâu. Có người thì nói rằng là những người mà họ chống đối, khi mà họ thấy rằng là quan chức của cộng sản bị bắt thì họ nhảy tưng tưng, họ vui, họ mừng. Không phải như vậy. Rõ ràng là họ mà tội phạm, hay là ít nhất là họ bị tình nghi, hoặc là họ đã tiếp tay cho cái đám họ cặp bè cặp đảng, phải tạo ra cái nhóm lợi ích để mà hoành hành cái đất nước này, để tàn phá đất nước này, thì họ phải bị trừng trị. Đó mới là thành quả, đó mới là cái kết quả mà nhiều người dân họ mong muốn, ngay cả những người Việt Nam ở hải ngoại cũng rất là mong muốn như vậy. Và hôm nay thì nhân dịp đầu năm, chúng ta chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp, và chúc cho cái phong trào chống tham nhũng, chúc cho những người làm cái công tác đó, hay là chúc cho các quan chức Việt Nam là liêm chính hơn và làm việc nó nhiệt tâm hơn, và cái phong trào chống tham nhũng phải triệt để hơn. Đó là cái điều mà chúng ta muốn nhắn gửi ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị. Xin kính chào.